Nghệ sĩ lưu tô Anna, nghệ sĩ lưu tô Xuân Tâm và nghệ sĩ lưu tô Bảo Ngọc. Và xin cảm ơn tất bốn thí sinh và mời các bạn vào bên trong để chuẩn bị cho phần dự thi diễn tiếp theo của mình. Xin trân trọng cảm ơn phần biên đạo mở màn của vũ đoàn Power, ca khúc Dưới đèn sân khấu sáng tác Hứa Kim Tuyền. Và xin được cảm ơn nhà thiết kế Nguyễn Bắc Tuấn đã tài trợ phụ trang cho giám khảo cho dự thi ngày hôm nay. Nhưng kính thưa quý vị khán giả, hai MC trên sân khấu không phải là MC thật. Mà MC thật đang ở đây ạ. Đối với quán quân sẽ nhận về cho mình giá trị giải thưởng đó là 30 triệu đồng cùng với cúp lưu niệm. Áo quân sẽ nhận ngay 15 triệu đồng cùng cúp lưu niệm. Quý quân sẽ nhận về cho mình 10 triệu đồng và cúp lưu niệm. Giải thí sinh yêu thích nhất sẽ nhận ngay 5 triệu đồng và cúp lưu niệm. Kính thưa quý vị, ngoài những giải thưởng trên ra thì ban tổ chức sẽ được bổ sung giải thưởng từ đơn vị nhà tài trợ, đó chính là đơn vị trung tâm The English Valley. Quán quân sẽ nhận thêm voucher tiếng Anh 100% chi phí cho khóa học tiếng Anh 4 kỹ năng tại trung tâm The English Valley, thời gian học là 6 tháng thưa quý vị. Áo quân và quý quân sẽ nhận ngay voucher tiếng Anh 50% chi phí cho khóa học 4 kỹ năng tại The English Valley, thời gian 6 tháng có giá trị áp dụng tối đa 3 tháng sau chung kết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với hình thức dự thi trong đêm biểu diễn chung kết xếp hạng tối đêm nay thưa quý vị. Đối với thể lệ dự thi, đêm nay là đêm chung kết xếp hạng. Top 4 thí sinh sẽ dự thi bao gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên đó là phần tài năng. Từng thí sinh sẽ dự thi một tiết mục tài năng theo thể lệ tự cho thưa quý vị. Thi lô tô, thí sinh sẽ thi sau phần tài năng của mình. Từng thí sinh sẽ dự thi phần lô tô bóc thăm thể loại trực tiếp tại sân khấu. Và đặc biệt tại đêm thi chung kết ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần thi nữa, đó chính là phần interview. Phỏng vấn xin diện. Rồi phỏng vấn xin diện tại đoàn đội tôi Sài Gòn tức thời luôn. Và đối với phần dự thi interview này, thí sinh sẽ bốc thăm giám khảo đặt câu hỏi interview cho mình ạ. Và nếu như thể lệ dự thi cũng như là cơ cấu giải thưởng đã được thông báo rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với cái gì ạ? Sẽ đến ngay với vòng loại lô tô đến từ các thành viên vòng lô tô Sài Gòn tân thời. Xin mời các anh chị ạ. Xin mời ạ. Và kính thưa tất cả quý vị, và ngay từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị mở thưởng nha, để chúng ta cùng bắt đầu đến với phần mở màn tiếp theo với chủ đề ngày hôm nay. Và ai chưa có vé một lời đặc biệt, mong mọi người đồng khán giả mình nhớ ủng hộ liền tay để chúng ta sẽ có rất là nhiều vòng loại, để có nhiều phần quà đến với tất cả anh chị mình có mặt trong chương trình nhạc đặc biệt tối hôm nay. Ai chưa có vé ủng hộ vé, và ai có vé rồi thì mình chúc tất cả quý vị một lần nữa gặp nhiều may mắn.